quốc ta, công dân ơi. Vì sinh tiếp thì thật lớn, vì tương lai quốc dân cùng sống và quay tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, cho thầy phơi trên gương cao, thủ nước lấy máu đào đem bao, nói nhau lúc biên phải cần cái nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, hồng trang quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mang lên thần dưới cờ, công dân ơi, mang làm cho coi mở thoát cường tàn phá vẽ vàng, mọi sông xứng danh nghìn năm dòng sông ra hồng. Quốc đồng nghiệp bắt đầu. Ngày hôm nay chúng tôi có xin biểu tình, được biểu tình tại sứ quán Trung Cộng, nhưng lúc đầu thì là Prefecture Police Paris không cho chúng ta làm ở đó và buộc lòng chúng ta phải làm ở tại đây trước sứ quán Việt Cộng. Đã đảo Việt Cộng ba nước. Đã đảo Việt Cộng ba nước. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Của Việt Nam. Đã đảo Tàu Cộng xâm lược. Chúng ta đang ngủ đại đây ngày hôm nay chứng tỏ rằng chúng ta không bỏ rơi đất nước. Trong đất nước Nam Nguy, chúng ta ở ngoại quốc, chúng ta vẫn nghĩ rằng đất nước là của Việt Nam, là của chúng ta, Tàu Cộng không thể xâm lược được. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng cảm ơn Chùa Khánh Anh và Thầy Thích Quảng Đạo đã tới làm lễ cầu an cho những đồng bào chúng ta trong nước được an lành trong khi biểu tình đấu tranh bị Việt Cộng. Theo lệnh của quan tàu là Tàu Cộng đàn áp. Thưa quý vị, Việt Cộng bán nước có rất nhiều văn kiện bán nước. Tuy nhiên, tôi vừa lược qua mấy văn kiện gần đây. Văn kiện thứ nhất, năm 1958, Phạm Văn Đồng với tư cách là chủ tịch của Việt Cộng đã ký một cái văn thư xác nhận Hoàng Sa Trường Sa là của Tàu. Thứ hai, năm 1999, trong chia phân chia lại biên giới miền Bắc, Việt Cộng đó là mất 800 km vuông đất đai của tổ tiên để lại. Hải Nam Quan bây giờ không phải là phần của đất nước chúng ta nữa. Tháng Quảng Giống ngày xưa 100% của Việt Nam, bây giờ chỉ còn lại 50% phía Nam và cái phần đất xấu. Năm 2000, chúng chia lại Việt Bắc Việt, làm cho chúng ta mất 12.500 km vuông. Cái phần có những đảo tốt và có những biển tốt, có mỏ dầu hỏa thì chúng ta giao cho Trung Cộng. Kế tiếp, tới khai thác bauxit, chúng ta cho người Tàu Cộng khai thác bauxit ở vùng cao nguyên chúng ta, bất chấp cả những vấn đề ảnh hưởng đến sự sống của đồng bào. Đó là Tàu mang tới tất cả những cái lính của Tàu với danh nghĩa là tôn nhân. Như vậy, đất nước ta miền cao nguyên đã có một số quân Tàu đóng ở đó dưới danh nghĩa là tôn nhân. Rồi đến gần đây, chúng lại cho mướn 9 tỉnh và trên 300.000 cây số vuông vùng đầu nguồn và vùng chiến lược. Với 9 tỉnh này từ Lào Cai cho tới Bình Dương, chúng cho mướn và người Việt Nam không có quyền đánh mạng tới. Chúng mang dân Tàu tới để sinh sống trong 50 năm. Quý vị thử tưởng được 50 năm dân Tàu sinh sản ra thì lại có cơ sở thứ hai của Tàu ở Việt Nam
tức là đất nước Việt Nam trong tương lai sẽ có hai đạo quân của Tàu, đạo quân ở Cao Nguyên và đạo quân ở khắp 9 tỉnh ở Việt Nam. Với những đạo quân như vậy, chúng ta tự hỏi Cộng sản đã bán nước như thế nào? Mục đích của Cộng sản là để cho Tàu bao nhiêu, để cho Tàu không lĩnh nước Việt Nam chúng ta. Bây giờ tới Biển Đông, trong một thời gian gần đây, hai tuần lễ qua, với sự phù hòa của Việt Cộng, Trung Cộng đã sát vào hải phận chúng ta để ngăn cản khai phát mỏ dầu của đất nước. Ngày 26 tháng 5, chúng ta tới cắt dây cáp của chiếc Bình Minh 2, dây cáp này thì để dò dầu khí ở Việt Nam. Với sự phản ứng yếu hèn của Việt Cộng, tới ngày 5 tháng 6, chúng ta tiếp tục cắt thứ hai chiếc Bình Minh 2. Chịu không nổi những cái sự đàn áp của Tàu, cái sự xâm lăng của Tàu, đất nước trong nguy khốn, đồng bào chúng ta đã nổi lên chống Tàu, chống tộc, nhưng Việt Cộng đã đàn áp, đàn áp thẳng tay đồng bào chúng ta chỉ vì yêu nước, chỉ vì muốn giữ lại quê hương. Thưa quý vị, chúng ta ở ngoại quốc, chúng ta phải thờ ơ, chúng ta không thờ ơ trước những sự xâm lăng của Tàu Cộng, những cái sự bán nước của Việt Cộng. Chúng ta họp lại đâu, chúng ta cùng nhau để bày tỏ cho thế giới biết rằng thằng Tàu Cộng nó đang xâm lăng nước Việt Nam, xâm lăng trái phép với sự đồng lõa của Việt Cộng. Cho thế giới biết rằng, cho dân tộc Việt Nam biết rằng Việt Cộng là một vùng bán nước. Bây giờ Biển Đông của Tàu Cộng, miền Cao Nguyên của Tàu Cộng, biên giới của Tàu Cộng, 9 tỉnh các vùng ở Việt Nam, quân Tàu Cộng cũng đang xâm lăng. Thưa quý vị, chúng ta cùng nhau ở đây hiểm cho cái đồng bào trong nước, đồng bào chúng ta đang chiến đấu dưới mọi hình thức để giành lại quê hương, để giải thể cái chế độ bán nước. Đó là mục đích của chúng ta ngày hôm nay biểu tình ở đây, và cho sứ quán Việt Cộng biết rằng chúng, những người Việt Cộng là những người bán nước, không thể nào sống được để tiếp tục bán nước, bởi vì vong linh của ông cha ta, vong linh của những chi, của những vị linh thiêng của đất nước sẽ ngăn cản chúng và ảnh hưởng của chúng ta. Đó là mục đích của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào quý vị. Đã đó, bảo quyền Việt Cộng hèn nhá, hèn dư ác với dân. Đã đảo Trung Cộng xâm lược Việt Nam muôn năm. À ba les dictatures chinois et vietnamiens. Appel à la manifestation contre la violence, la violation de la souveraineté maritime du Vietnam et l'annexion des îles Spratly et Paracels par la Chine communiste. Les manifestations au Vietnam avaient débuté le 9 décembre 2007 après la décision de la Chine de mettre en place une unité gouvernementale locale pour gérer une zone incluant les îles objets du contentieux. Les relations sino-vietnamiennes se sont exaspérées depuis ces derniers jours quand le gouvernement vietnamien avait accusé un bateau de pêche chinois d'avoir intentionnellement percuté les câbles d'exploration de gaz et de pétrole des navires vietnamiens de la mer du Sud, violant ainsi la souveraineté du Vietnam. La Chine a démenti, affirmant qu'elle avait de manière indiscutable la souveraineté sur les îles Nansha, connues à l'étranger sous le nom d'îles Spratly, ainsi que sur leurs eaux territoriales. Les Vietnamiens du Vietnam, et surtout ceux d'outre-mer, sont très remontés contre l'attitude de la Chine, et surtout, ils reprochent au gouvernement vietnamien de se mettre à genoux devant la Chine. Une partie de hauts dirigeants qualifiés de pro-chinois essayent en coulisses de préserver une relation politique privilégiée avec la Chine. Ce sont les traîtres vietnamiens. Des milliers de Vietnamiens ont descendu dans la rue pour se faire entendre le 5 et le 12 et aussi le 19 juin 2011. Dans un pays où, comme en Chine, les manifestations sont rarement spontanées à cause de l'oppression, où les réseaux sociaux étrangers sont sous haute surveillance,
les utilisateurs des réseaux sociaux au Vietnam n'ont pas hésité à lancer des appels au rassemblement, à une manifestation pacifique contre la Chine via Facebook, les blogs personnels et SMS. Des arrestations massives ont été constatées lors de ces deux jours, 9 et 12 juin. Les réseaux de téléphone mobile ont été coupés par les camions brouilleurs des ondes de la police aux abords des lieux de manifestation. Partout dans le monde où se trouve une importante diaspora vietnamienne, les manifestations ont été organisées devant les ambassades de Chine. Sauf en France, la préfecture de Paris nous a interdit de faire les manifestations devant et proche de l'ambassade de Chine. Appel à la manifestation pour dire non contre la violation de la souveraineté maritime du Vietnam et l'annexion des îles Spratly et Paracel par la Chine communiste. Trước sự tàn sát của tàu cộng ngư dân tại Biển Đông cũng như những đồng bào đi biểu tình đã bị công an cộng sản tàn sát, chúng tôi kính mời Thượng tọa cầu an và cầu siêu cho đồng bào đã tử nạn. Ma ba nhà ba la mang đa tâm kinh quang từ đại bồ tát hạnh tâm ba nhà ba la mang đa ta giữa ghen lô ẩn thân ba nhà ba ta bán thân bán tặng bán giảm thể tổ hồng chung vô sáng vô ba tường hạnh tính vô nhãn nhiên.